ngày mới xa. Anh có nhìn thấy quê hương mình đang thay ra vườn mình, nông thôn đổi mới không còn như xưa. Mái đình rừng quốc phương chẳng ăn thung nhang suối canh gà, ta đi bên nhau nụ cười trong phần 1, hướng dẫn nhảy dạo nhạc đầu. Tư thế chuẩn bị, tay trái cho ra sau, chân phải bước lên một bước, đồng thời tay phải lên cao. Nhịp 2, thu chân trái về. Nhịp 3, bước chân trái sang ngang, đồng thời tay trái lên cao. Nhịp 4, thu chân phải lên về. Nhịp 5, 6, 7, 8, dậm chân tại chỗ, đồng thời hạ hai tay xuống. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2, bước sang phải 2 bước,
Lời 1. Động tác tiếp theo, bước quả chám. Chân trái bước chéo, đồng thời tay phải lên cao. 1. Nhịp 2, tay trái lên cao, chân trái bước chéo. 2. Nhịp 3, đưa tay phải về trước ngực, đồng thời rút chân trái ra sau. 3. Nhịp 4, đưa tay trái về trước ngực, đồng thời rút chân phải ra sau. Nhịp 5, 6, 7, 8, dậm chân tại chỗ, đồng thời mở tay ra. 5, 6, 7, 8, lặp lại động tác bước quả chám một lần nữa. 1, 2, 3, 4, nhịp 5, 6, 7, 8, dậm chân tại chỗ. 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo, bước chân phải sang ngang, nghiêng người về bên phải, đồng thời tay phải chéo lên trên và kéo chân trái về. 1, 2, đổi bên, đồng thời đổi tay trái lên cao. 3, 4, hạ tay trái xuống, quay một vòng. 5, 6, 7, đồng thời đưa hai tay lên cao, dậm chân tại chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tiếp theo, bước chân phải sang, đồng thời đưa tay trái lên ngực, hơi nghiêng người về phía phải, đồng thời đưa tay phải lên cao, đổi bên và tay phải trước ngực, đồng thời đưa tay trái lên cao, đổ trọng tâm sang bên trái. 3, 4, nhịp 5, 6, 7, 8, hạ tay xuống, hướng thẳng người phía trước. Động tác tiếp theo, đưa tay trái ra sau, đồng thời chân phải bước sang ngang, tay phải đưa lên ngực. Nhịp 2, đưa chân trái về, đồng thời hất tay phải lên cao. 1, 2, nhịp 3, 4, đổi bên, hạ tay phải xuống, cho ra sau, bước chân trái sang ngang.
chân trái ra sau, tay chuyển về phía trước. 1 2 nhịp 3, lặp lại nhịp 1 3 nhịp 4, trở về tư thế ban đầu, chuẩn bị đổi bên. Nhịp 5, chân phải bước chéo sang trái, hai tay đưa sang ngang ra sau. 5 nhịp 6, chuyển chân phải về sau, tay chuyển ra trước. 6 nhịp 7, động lặp lại động tác nhịp 5. 7 nhịp 8, gập tay trước ngực, quay tại chỗ. Lặp lại động tác một lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 quay tại chỗ. 2 3 4 nhịp 5 6 7 8 mở tay từ từ ra đằng trước. 5 6 7 động tác tiếp theo, bước chân phải sang đồng thời gập cổ tay đưa lên trên. 1 nhịp 2, đưa chân trái sang gập cổ tay trái. 2 nhịp 3, 4 bước sang phải hai bước, đồng thời đấm chéo tay xuống phía dưới hơi như người về bên trái. 3 4 nhịp 5, bước chân trái sang ngang, đồng thời hất khuỷu tay trái. 5 nhịp 6, bước chân phải sang ngang, đồng thời hất khuỷu tay phải. 6 nhịp 7, 8 đấm chéo tay xuống dưới nghiêng người về bên phải. 7 8 động tác tiếp theo, nhịp 1 2 bước chân phải sang, đồng thời nghiêng người về bên phải, đưa tay phải sang ngang. 1 gập vào thu chân phải về. 2 nhịp 3 4 bước chân trái sang và đưa tay trái vòng qua. 3 4 nhịp 5 6 7 8 đưa tay lên cao. 5 6 7 8 quay lại chỗ một vòng. 2 3 4 đồng thời đưa tay trái ra sau, tay phải đưa trước ngực, dậm chân tại chỗ. 5 6 7 dạo nhạc và hết lời 1. Đến phần dạo nhạc, chúng ta sẽ lặp lại động tác từ đầu đến hết lần 1 của bài hát. Thank you.
hướng dẫn nhảy lại phần điệp khúc đến kết. Khi lặp lại điệp khúc lần 2, chúng ta làm lại động tác bước chéo chân trái bên phải, đồng thời hai tay ra sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.